A3 là cánh phải của sân khấu, đèn cánh cam cùng sân đen và về cũng lộn xộn và trận đấu đã bắt đầu. Số 8 Nhật Minh nhặt rơi bóng. Chúng ta vừa thấy một pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn 7-3. Tiếp tục là Thiên Phú, vẫn là Thiên Phú, rất tốt, xuất cao. Thank you.
không khí cũng là rất là tốt. Chủ đề là nhạc tốt. Lớp cô lớp thầy Long tổ chức rất là anh đang được tuyển chọn vào đội bếp của trường. Anh có vài solo rất là có một. Ô, đây dàn cao lên Phú. Lên cao lên. Tao quay không cảnh dừng hả? Tao nói là quay cứ dừng lại hay là quay liên tục luôn? Quay dừng lại những cái mà không có bám bỏ luôn. Dẹp. Phật giáp của 7 và 6, 7 3.